Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sữa chua phần 2. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là một lon sữa đặc và đây là một hộp sữa cái. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta đổ sữa tươi ra cái đổ sữa ông thọ ra cái tô này. Mình cho vào một chút muối. Bây giờ ta bắt đầu chế sữa, chế nước sôi ra cái lon này. Đây là một lon sữa, một lon nước sôi. Ta quậy cho sữa chín nè các bạn ạ. Tiếp theo ta đổ sữa tươi vào trong này. Đây là 2 bịch sữa tươi không đường. Một lon. Vừa sữa tươi không đường, vừa nước nguội là 2 lon. Bây giờ tiếp theo ta đổ một hũ cái vào. Hũ cái này tức là hũ sữa chua mình đang ăn với các bạn và các cháu ạ. Hũ sữa chua mà mọi ngày mình vẫn ăn, hàng ngày mình vẫn ăn. Nhưng ta phải để cho nó chua thêm một chút nữa. Và các cháu ơi, mình đổ sữa cái vào rồi mình thò ngón tay vô như vậy nó hơi ấm ấm mới là được, chứ nếu mà nó nguội quá là không được. Bây giờ ta bắt đầu múc sữa chua vào trong cái hũ này, 14 hũ. Bây giờ mình múc sữa chua vào trong mấy hũ này xong rồi, bây giờ ta bắt đầu đậy nắp. Mình không có hũ thì mình làm bằng cái ly nước cũng được các bạn ạ. Và các cháu ạ, ly uống nước cũng được và ta làm vô cái gì cũng được hết, cái lon sữa bò cũng được. Hay mình làm một bịch ni lông cũng được. Hũ sữa chua này thì mình mua ở trong hàng dụng cụ gia đình. À mình quên, tiện đây mình nói cho các bạn và các cháu biết về này. Cái chè khúc bạch á, ta mua cái nguyên liệu của nó là trong hàng trà sữa Trân Châu cơ, hàng đường sữa. Mà hàng trà sữa Trân Châu mới có, chứ còn nếu mà hàng đường sữa thường thì không có đâu.
Bây giờ ta xếp da u vào trong cái hũ, cái thau này. Các bạn ơi và các cháu ơi, bây giờ ta bắt đầu đi ủ da ua. Bây giờ ta đổ, trước tiên ta đổ nước nguội vào đây. Đây là một nước nguội. Một nước nguội, một nước nóng thì gọi là 50-50. Và đây mình đổ nước nóng vào. Một nước nguội, một nước nóng thì gọi là 50-50 các bạn và các cháu ạ. Bây giờ nếu mình ủ 50-50 thì là một nước nguội và một nước nóng. Ta thấy nóng quá rồi, ta đổ thêm một ít nước nóng và một ít nước nguội nữa. Tại vì mình thấy nóng quá rồi. Đó, ít nước nguội và nước nóng nữa. Cũng như là 50 ủ 50 độ thôi các bạn ạ. Khi nào mà trời lạnh, chỗ nào mà lạnh quá thì ta ủ 70 độ. Các bạn nhớ này, sợ tay nóng quá. Phải nóng như vậy đó, nóng mà dịch ra như vậy thì mới được. Ta chế cổ chai. Mình chế cổ chai. Bây giờ ta bắt đầu đậy lại. Hôm nay là công đoạn của sữa chua nó rất là ngắn gọn, cho nên mình có vài lời tâm sự với các bạn và các cháu như vậy. Có một bạn mới hỏi mình rằng như vậy: chị ơi, chị có học lớp nữ công gia chánh không mà sao chị biết làm nhiều thứ như vậy? Mình xin trả lời với các bạn và các cháu vậy này: mình không được học một ngày nào hết, nhưng là vì mình trời cho mình một năng khiếu. Và mình lại có tính hiếu kỳ nữa, mình thích học hỏi lắm, rất thích học hỏi. Mình học hỏi trên mạng cũng có, mình học hỏi những chị em ở chung quanh nhà mình cũng có. Cho nên là mình biết làm nhiều thứ lắm. Và có những thứ mình chỉ đọc sách qua mình cũng làm được, có những thứ mình chỉ liếc qua một cái là mình làm được liền. Cho nên là mình biết làm nhiều thứ, chứ còn mình không được học nữ công gia chánh một ngày nào hết. Và mình thì rất là kiên nhẫn, mình làm cái gì mà được, đã thích làm là được mới thôi, còn không được là mình không chịu học bằng được ấy thôi. Hư lần này mình làm lần khác, hư lần khác làm hoài là kiên nhẫn mình sẽ làm được. Cho nên là các bạn và các cháu phải cố gắng kiên nhẫn, nhất là các cháu bé. Có cháu nói với cô rằng con làm không được, con phi cái tô luôn rồi, nhưng mà làm kem rất là dễ vô cùng, nhưng mà các cháu tự vì các cháu không để ý cho nên các cháu không làm được. Rồi có cháu bảo cô nói xạo, nhưng mà thật sự cô không bao giờ nói xạo các cháu hết. Và làm bánh bò thì bánh bò rất là khó, tự vì cái công đoạn của bánh bò là khó hết, khó nhất trong các loại bánh. Mà có một cháu nói rằng là đã làm được rồi, hấp rồi, nhưng mà dậy bánh thì rất dậy, nhưng mà chua, hơi chua. Thì ta cố gắng làm được từ từ nó sẽ quen. Còn có cháu bảo rằng bánh rất nổi, rất đẹp, nhưng mà khi để lấy ra thì nó lại xẹp. Cô vẫn bị như vậy chứ không phải ai như vậy.
mình đã từng hấp một lần 600 cái bánh bò, có một ngày một thôi là 600 cái bánh bò, nhưng mà bây giờ mình vẫn bị, mình phải cố gắng làm cái gì cũng vậy hết. Có những cháu bảo là cô ơi con làm không được, nhưng các cháu phải cố gắng làm cái gì cũng vậy. Các cháu phải đem cái video đằng trước mặt ấy, các cháu nhìn và các cháu lấy bút cháu ghi vào coi xem rằng cô nói những cái gì, cô nói bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, các cháu ghi vào. Các cháu không chịu ghi, các cháu không chịu để ý, rồi cứ hỏi cô ơi cô số lượng bao nhiêu đó. Và có một bạn nói như vậy: chị ơi em coi video của chị nhiều lắm mà sao em không thấy chị cười, chị cười lên đi. Nhưng mà thật sự nhiều lúc mình đóng video mình cũng muốn cười lắm, nhưng mà tự nhiên giống như là quên ấy, cứ để đến video tự mình cứ tính hay quên lắm, nhiều khi cứ hay quên, cho nên là cứ chú tâm video, cho nên là nhiều lúc đóng xong bảo sao mình không cười, mình cứ im lặng như vậy. Nhiều người người ta nghĩ rằng mình khó tính, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Ở ngoài ở nhà thì mình cũng hay cười hay nói lắm, nhưng mà trong video nhiều lúc có tính hay quên, nhiều khi quên một cái là đóng xong video rồi đâu có thể nào mà nói được nữa. Và tiện đây thì mình cũng cảm ơn có mấy cháu rất lo lắng cho cô, lo lắng cho cô bị gặp sự không may. Cô biết chứ, nhưng mà cô nói thật rằng cô cảnh giác lắm, chứ không phải là cô không cảnh giác đâu. Cô rất cảm ơn mấy cháu đã rất quan tâm đến cô, sợ cô gặp chuyện không may. Và có những cháu thì lo cho cô là cô thức khuya quá, rồi không tốt cho sức khỏe. Mà nhiều lúc thật sự là cô bận lắm, nhiều khi cô đang quay phim, cô đang quay phim như vậy nè, nhưng mà có người gọi điện tới cô phải tắt máy đi, mà cô định đi giao hàng đã rồi cô mới về cô quay tiếp được. Thì cuộc gọi đến nó chỉ báo trên màn hình thôi là cô biết là cô đi giao hàng nhà người ta, chứ cô với người ta không cần nói chuyện. Và có một cháu cũng yêu cầu cô làm bánh bông lăng chay để mang vô chùa cúng, nhưng mà cô thì cô chưa mua nguyên liệu, đi mua nguyên liệu xa lắm, 7-8 cây số lận, nhưng mà cô mua thì nó chưa có, cho nên cô chưa làm được. Có cháu thì yêu cầu cô làm gỏi su hào rồi để làm cái gì đó để đến cúng cái gì đó, thì đến thanh minh chứ, đến thanh minh, nhưng mà cô chưa làm được thì cô sẽ cố gắng. Và các cháu và các bạn thân mến, có những bạn và có những cháu thì cứ nhắn tin cô thì hỏi thế này thế khác, nhưng mà cô không trả lời được, thì các bạn và các cháu thông cảm. Tự vì mình thì mình bận lắm, chứ không phải là mình không bận, mình có chẳng có ai phụ giúp hết á. Cháu thì nó đi làm tối về thì nó lo việc của nó, chẳng ai phụ giúp được mình hết, cho nên mình bận lắm. Nhiều lúc các bạn và các cháu nhắn tin nhưng mình không trả lời được. Chính bản thân mình cũng vậy á, mình nhắn tin cho ai hay mình hỏi ai cái điều gì mà không được hồi âm thì mình cũng buồn lắm chứ vậy không đâu. Nhưng mà cũng thông cảm cho mình, và các cháu cũng vậy. Cô thì cô bận lắm chứ không phải là không bận đâu, nhiều lúc cô lên video trễ là như vậy. Và mình cũng nhắc cho các bạn như vậy nè, trong khi mình ủ da ô 8 tiếng không được mở ra coi, rồi mình dặn ở nhà không ai được mở ra coi hết, mở ra coi thì nó sẽ không được. Và da ô không đông kem thì do như vậy, thì mình cảm nghĩ vậy thôi, là da ô mình, cái tủ lạnh của mình nó hay bị ngắt điện thì nó đông đá. Các bạn và các cháu cho đồ vô trong ngăn mát nhiều lên và mình để số nhỏ thì tủ nó không bị ngắt. Nó không bị ngắt thì nó sẽ không đông đá nữa. Theo cảm nghĩ của mình thì mình nghĩ như vậy, chứ còn mình làm á, có những hũ vẫn đông đá, hũ vẫn đông kem, nhưng mà mình cũng không biết lý do gì thì mình tự nghĩ như vậy thôi. Mình nghĩ là cái tủ lạnh mình nó hay bị ngắt. Mà khi ngắt như vậy nó sẽ long cái chân ra là nó đông đá. Mà mình nên bỏ đồ vào trong ngăn mát nhiều lên và mình để số nhỏ thì có thể nó sẽ không đông đá. Như vậy là ta đã hoàn thành da ua. 8 tiếng sau ta lấy ra, khi nào các bạn và các cháu thấy đông như đậu hũ, đông như đậu hũ là ta lấy ra, còn không như đậu hũ thì ta để tiếp. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công.